chào quý ban giám khảo, các thầy cô giáo và các bạn học sinh. Em là Trần Thanh San, học sinh lớp 25, trường tiểu học Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Em rất vui mừng và vinh dự khi được tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Mọi người hãy xem video và cổ vũ cho em nhé! Các bạn biết không, theo UNICEF, Việt Nam là quốc gia xếp thứ 6 chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Mỗi năm, các diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp và không thể dự báo trước được đã tác động xấu đến cuộc sống của người dân từ thành thị đến nông thôn. Đến với cuộc thi, em mang đến cho các bạn một cuốn sách rất hay mang tên 100 điều nhỏ nhặt tớ làm cho trái đất của tác giả Trang Nguyễn, nhằm nâng cao văn hóa đọc và bồi dưỡng khát vọng cống hiến của học sinh theo đúng mục tiêu tốt đẹp mà ban tổ chức muốn gửi gắm. Cô Trang Nguyễn là một cây bút trẻ biết chiều về thiên nhiên và môi trường. Cô đã tốt nghiệp tiến sĩ tại Anh năm 2019, chuyên ngành quản lý đa dạng sinh học và có nhiều đóng góp to lớn trong lĩnh vực bảo tồn sinh thái và động vật hoang dã ở Việt Nam. Các tác phẩm như Trở về nơi hoang dã, 100 điều nhỏ nhặt tớ làm cho trái đất, Tràng hoang dã đều là những hồi ký của cô dựa trên trải nghiệm trong hành trình bảo vệ sự sinh tồn của những loài động vật hoang dã đang bị đẩy tới bờ vực tuyệt chủng. Một vấn đề nóng hổi như môi trường được thể hiện bằng ngòi bút gần gũi, bình dị, đã dễ tiếp cận và đến gần trái tim độc giả hơn như vậy đó. Năm 2019, cô được BBC bình chọn là 100 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm. Quyển sách 100 điều nhỏ nhặt tớ làm cho trái đất được cô viết từ năm 2016 đến 2018, chính là sự tập hợp những việc làm nhỏ bé, giản dị nhưng thân thiện với môi trường sống. Cuốn sách được nhà xuất bản Nhã Nam và nhà xuất bản Dân Trí kết hợp phát hành vào năm 2020. Đặc biệt, 100% nhuận bút được nhận từ sách được quyên góp phục vụ cho các dự án bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Lời mở đầu của sách là câu hỏi: thiên nhiên đã làm được gì cho chúng ta? Câu hỏi này xoáy sâu vào tâm trí của em, kéo theo hàng loạt câu hỏi như: thiên nhiên đã làm gì cho mình? Vì sao mình phải bảo vệ thiên nhiên? Rồi cuối cùng, sau khi đọc xong cuốn sách, em hiểu được rằng thiên nhiên không phải là thứ miễn phí, vô giá trị. Ta hít thở không khí do cây cỏ tạo ra, uống nguồn nước trong lành và ăn những thực phẩm được nuôi dưỡng trong thiên nhiên. Vật dụng xây nhà cửa, nguyên liệu may quần áo đều bắt đầu từ đó. Thiên nhiên là khởi nguồn của mọi sự sống trên trái đất. Bảo vệ môi trường tự nhiên là bảo vệ mái nhà chung của toàn bộ sinh vật trên trái đất. Nhờ có sự diễn giải của tác giả, những việc làm vì trái đất trở thành những mệnh lệnh hành động cất lên từ trái tim, mang sức phi thường và có ý nghĩa lớn lao. Giống như tên gọi, cuốn sách bao gồm 100 việc em có thể làm vì trái đất. Các việc làm này được chia thành 4 chủ điểm lớn tương ứng với 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi việc làm được ghi lại cụ thể, giải thích rõ nguyên nhân theo khoa học môi trường và có những dẫn chứng xác đáng. Chẳng hạn như vào mùa xuân, mọi người có thể tổ chức tiệc chay, không thả cá phóng sinh hay các động vật khác. Mùa hè ăn kem thế nào cho thân thiện với môi trường, tranh thủ năng lượng mặt trời ra sao, tôn trọng rừng như thế nào. Đến mùa thu, bạn có thể thử tái sử dụng một số đồ đạc trong nhà, tham gia các hoạt động ngoài trời. Mùa đông là thời điểm thích hợp để mọi người có thể tự chế một chiếc thảm trù chân từ áo phông cũ hay học cách giữ ấm vào mùa đông mà ít phải dùng đến điều hòa sưởi. Ngoài những việc làm hướng đến bản thân, tác giả còn đề cập đến rất nhiều việc làm hướng đến xã hội, lan tỏa đến mọi người xung quanh như làm tình nguyện viên, dạy trẻ nhỏ tôn trọng, yêu thương động vật, thiên nhiên, môi trường và nhiều hơn thế nữa. Các việc làm tuy nhỏ, nhưng nếu chúng ta nuôi dưỡng chúng như một thói quen, thì chắc chắn trái đất này sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
cuốn sách này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho em. Em hiểu được tầm quan trọng của môi trường và thôi thúc em làm những công việc bảo vệ mái nhà chung của tất cả chúng ta. Những việc nhỏ bé trong cuốn sách đã được em thực hiện hàng ngày và trở thành thói quen tốt của bản thân. Có thể kể đến một số việc làm như hạn chế sử dụng những sản phẩm có hại tới môi trường, trong đó có túi ni lông, ống hút nhựa, sản phẩm sơ chế sẵn, hoa công nghiệp, kẹo cao su, tái sử dụng các chai nhựa, đồ dùng nhựa, vải cũ, trồng, chăm sóc cây, tiết kiệm nước, bảo vệ động vật. Trong thời gian học online, em cũng đã biết sử dụng công cụ tìm kiếm Ecosia. Khi biết rằng một cái cây được trồng, được đổi bằng một cú click chuột. Các bạn có biết không? Em không chỉ thực hiện những việc trong cuốn sách một mình, em còn lan tỏa cuốn sách này cho bạn bè và người thân xung quanh đấy. Đây là chậu cây nhỏ bạn tặng em trong dịp sinh nhật. Chúng em cũng đã quyên góp tặng rất nhiều đồ dùng còn tốt nhưng ít sử dụng, thu gom pin để đưa đến đúng địa điểm thu nhận. Còn đây là hình ảnh em và gia đình tham gia các hoạt động thiện nguyện vì môi trường. Dịp nghỉ hè này cũng là thời gian tuyệt vời em dành ra để xem những phim tài liệu về thiên nhiên với bạn bè như cuốn sách đã nêu. Đồng thời khi đi du lịch cùng gia đình, em cũng đã chú ý những việc làm để thể hiện tình yêu thương, ý thức bảo vệ động vật và môi trường tự nhiên. Trong thời gian tới, em sẽ cố gắng thực hiện đủ 100 điều nhỏ bé nhưng có ích cho trái đất mà cuốn sách đã nêu. Thú vị hơn nữa là em đã tự xây dựng và thực hiện những hành động 101, 102, ví dụ như nhận nuôi chó mèo bị bỏ rơi, giảm thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, gội đầu, tắm rửa bằng nguyên liệu thiên nhiên như bồ kết, bưởi, trà và lá xả. Những điều nhỏ nhặt em đã làm hợp lại sẽ trở thành điều to lớn. Nhưng điều to lớn hơn nữa đó là em, các bạn và tất cả mọi người đều thực hiện vì môi trường, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bài viết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xác định bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, tiêu chí để phát triển bền vững. Với chủ đề sách và khát vọng cống hiến, em hy vọng rằng cuốn sách 100 điều nhỏ nhặt tớ làm cho trái đất mà em giới thiệu đến mọi người ngày hôm nay sẽ đem lại cho các bạn thêm nhiều kiến thức bổ ích về những việc làm cần thiết để giúp cho thiên nhiên và môi trường của đất nước ta ngày càng tươi đẹp.